Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Như đến từ Farmed, một công ty chuyên sản xuất và phân phối các thiết bị nuôi trồng thủy hải sản. Thì hôm nay Quỳnh Như sẽ giới thiệu đến mọi người một cái máy cho tôm ăn Farmed, là máy rung 50kg do chính Farmed và sản xuất luôn ha. Thì máy cho tôm ăn của Farmed sản xuất ở đây có model là MT5R50. Máy có hai kích cỡ là 30kg và 50kg, phù hợp cho nhiều nhu cầu của từng khách hàng khác nhau. Ưu điểm của máy là kiểm soát tốt được lượng thức ăn, không dư thừa lãng phí nhờ có hai động cơ riêng biệt, một là động cơ ở đây và hai là động cơ ở đây. Kế tiếp đó là không gom thức ăn tại chân máy, đó là nhờ lực phun xa, bán kính phun mạnh giúp gãi đều thức ăn xung quanh. Và máy sẽ phù hợp cho những cái ao nuôi như là ao lót bạc nè, ao siêu thâm canh nè, ao tròn nổi có diện tích từ 300m² trở lên. Còn bây giờ mình sẽ mời các bạn là xem máy hoạt động thực tế như thế nào nha. Như đó cho mọi người thấy là máy cho tôm ăn R50 đó hoạt động như thế nào rồi đúng không? Thì mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ ngay số hotline 0899 199 700 hoặc là đặt hàng ngay trên website để được giảm 1% tất cả các mặt hàng. Riêng đối với dòng máy cho ăn như thế này thì Farmed miễn ship toàn quốc luôn ha, và bảo hành 12 tháng lỗi kỹ thuật. Clip đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.